Theo thông tin từ Bộ Y tế, trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương đưa ra 8 khuyến cáo để các gia đình bảo vệ con em mình như sau. Thứ nhất, đối với những trẻ có bệnh nền, các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ cần giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, đề phòng lây nhiễm bệnh, vệ sinh môi trường và tiêm phòng đầy đủ. Thứ hai, cha mẹ và gia đình cũng cần hạn chế để trẻ tiếp xúc nơi đông người, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với người có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp tính như là sốt, ho hay là khó thở. Trong trường hợp phải đi đến các nơi tập trung đông người, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Thứ ba, cha mẹ và gia đình cần hướng dẫn trẻ, cần che miệng và mũi cho trẻ khi trẻ ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch, tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Thứ tư, đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín. Thứ năm, giữ ấm cơ thể cho trẻ, tăng cường sức khỏe trẻ bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý. Thứ sáu, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng sau khi tiếp xúc động vật nuôi như chó, mèo. Thứ bảy, tăng cường không khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Thứ 8, khi trẻ có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, gia đình cần thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên, đồng thời thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng. Khi gia đình có trẻ gặp các vấn đề về sức khỏe, cần đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và đưa ra hướng tư vấn điều trị phù hợp. Cần hỗ trợ thông tin, có thể liên lạc trực tiếp qua số điện thoại của đường dây nóng là 0967 951616. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Theo thông tin từ Bộ Y tế.